Chào anh em nha. Giới thiệu với anh em thêm một cây Yamaha đẹp nữa. Hôm nay toàn là mấy cây Yamaha xịn xịn đẹp đẹp không à. Cây này là Yamaha F340 nha anh em. F340. Thì cây này mình cũng đang bán với giá là 2 triệu đồng nha anh em. Có nhiều anh em hỏi mình sao này bán sao nhiều Yamaha vậy? Có mấy anh hỏi sao em sao anh thấy em bán nhiều Yamaha vậy? Toàn cây nào nghe cũng hay hết mà anh mua không có kịp. Thật sự là mỗi cây mình đăng là chỉ có một cây thôi. Lâu lâu có hai cây giống nhau, tại vì series hàng Nhật mà nó lộn xộn, nó không có cùng với nhau hết, nó không phải giống như hàng mới mình có thể sản xuất hàng loạt được nha. Còn những hàng second hand này thì lâu lâu có cây này, lúc có cây kia này nọ đó, nhưng mà những cây tại cửa hàng mình thì luôn luôn được canh chỉnh và setup ok hết rồi mới bán đến tay anh em mình kiểm tra trước và quay cho anh em coi rồi mới bán đến tay anh em. Cho nên nhiều anh nói anh thấy mày bán nhiều cây đẹp quá, anh mua không kịp, mày đăng lên cái rồi anh chưa kịp liên hệ mày nữa, bán mất tiêu rồi. Thì các anh phải theo dõi cái bài đăng của mình để mình đăng lên anh em cập nhật kịp á. Nhiều khi mình đăng buổi sáng buổi tối anh em mới coi, hoặc là qua mai gì đó anh em coi, thì nhiều khi mình bán mất rồi, anh em phải coi cây khác thôi. Chứ có một cây không thể bán cho nhiều người được, thì mình nhận một đơn nào đó của anh nào đó chốt cái cây đó rồi nha, thì cái cây đó mình sẽ ngưng giao dịch với những anh em khác, tại vì cái uy tín làm ăn mà đã có người chốt hàng rồi thì chắc chắn cái hàng đó của người đó và mình sẽ không bán cho người khác. Đó là nguyên tắc nha anh em. Thì ai mà chốt ai cọc rồi là chắc chắn cái đàn đó của người đó. Đó, mình sẽ không bán cho người khác, dù người ta trả giá cao hơn hay như thế nào cũng vậy nha. Chắc chắn là mình sẽ bán cho cái người đã đặt cọc. Ai đặt cọc rồi là của người đó thôi nha anh em. Một cây một thôi, cho nên những cái nào mà anh em thấy là đàn mà nó vừa ý mình rồi á thì chốt thôi. Chứ không thì mình sẽ bán cho người khác. Còn anh em mà điện thoại mà chốt mà đặt mà không có đặt cọc á là mình vẫn bán cho người khác nha. Chốt là phải đặt cọc, phải có uy tín. Chứ còn nhiều khi anh em chốt nói gì thôi, chứ 5-7 người ai điện cũng chốt hết đó mà không ai mua đó, chốt xong thôi à. Có người đến, có người không đến, có người đến cửa hàng mình coi, có người không đến, có người là chốt vậy thôi chứ 5-7 ngày không thấy đâu hết đó. Xong rồi đến lúc nào tự nhiên nhớ là cái ủa hôm bữa anh có đặt cái đàn em còn không vậy, mấy ngày trời bán mất tiêu rồi, đúng không? Thì anh em đặt hàng là phải chốt, mà đã chốt là phải đặt cọc. Còn anh em chốt mà không đặt cọc á thì mình không có giữ được cái đàn cho anh em nha. Giữ nhiều người khác họ nhiệt tình hơn, họ chạy đến nơi họ mua luôn, hoặc là họ vừa nghe mình có cái đàn đó ok, cái đàn nó vừa ý anh đó, gửi tài khoản thì anh chuyển cọc liền, thì chắc chắn là mình phải bán cho người đó rồi. Anh em nào chuyển cọc trước mình bán cho người đó trước thôi nha. Có gì anh em thông cảm nha, mình sẽ chọn những cái đàn sau, nên nhiều khi có những cái đàn sau nó lại vừa ý mình hơn sao. Thì cái đây là Yamaha F340 nha anh em. Cái đàn này cũng khá đẹp, âm nó rất là hay. Mình thường nói âm hay á của những cái đàn này so với tầm giá nha. Những anh em mua hàng mình rồi thì biết á, thì những cái đàn mà anh em mua trong cái tầm giá mà mình bán thì luôn luôn giá nó tốt hơn giá thị trường và chất lượng luôn luôn ok. Tự vì mình lúc nào mình cũng test kỹ càng trước khi mình giao cho anh em hết á, cho nên anh em luôn yên tâm về cái chất lượng đó nha. Đây mình quay từ xa cho anh em coi, một lát mình sẽ quay gần lại nha. Cái đàn này thì tương đối đẹp nha, khá đẹp, cũng bán với giá 2 triệu đồng thôi. Rồi anh em coi nè, đó ok nha. Cái âm cái này thì nó cũng rất là ok nha anh em. Mình sẽ test âm cho anh em coi, mình sẽ test âm và cần phím cho anh em coi đỡ gần màn hình hơn cho anh em nghe rõ và nhìn thấy rõ hơn nha anh em. Ok, đây mình quay gần cho anh em coi nha. Yamaha F340 nha anh em. Cái này thì ngoại hình khá đẹp, giá thì cũng vẫn 2 triệu thôi, tự mình đang thanh lý tết cho anh em chơi mà. Đàn luôn luôn giá tốt nha anh em. Đây lưng đây, những cái vết này là vết nhà xước sát nhỏ xíu nha anh em, những vết này mình có thể làm mới lại được nha. Anh em muốn thì mình hỗ trợ anh em cái nào mà trong tầm tay mình thôi nha anh em, trong tầm tay mình có thể làm mới được. Như cái lưng của con này nè, cái này nó chỉ là dấu tay nha, cái chỗ này là dấu tay của mình thôi, còn cái chỗ này là nó xước rất là nhẹ, mình có thể làm mới cho anh em luôn. Cái này là mình BU cái là nó mới tinh thôi đó. Cái này thì có làm được, nhiều cái vết xước mà nó sâu quá, nó sâu đến gỗ thì mình làm không được nha. Làm cái đó thì nó mất thời gian, mới là mất công sức này nhiều, mình không có thời gian mình làm cái đó đó. Mình đã thanh lý vì nó bị xước này kia mà, những vết xước này thì mình có thể làm được cho anh em nè đó. Anh em coi, cần làm thì mình làm, còn muốn để riêng thì mình để riêng cho anh em thôi nha. Để riêng cho anh em, mình làm mình cũng trả tính phí mấy cái đó đâu. Đây cần anh em coi, cần rất là ok, cần đẹp nha, phím không có phím nào hư lỗi gì đâu. Thấy không, mình đo cái action cho anh em coi, action thì luôn luôn là chuẩn, luôn là ok. Thế nè, anh em thấy không, nó thấp hơn cả cái độ cao chuẩn luôn, anh em thấy không? Mình ngồi trên kho cho nên nó hơi chật, cái kiểu đụng đâu ở đâu cũng đụng hết đó. Đóng cái cửa là đóng không được, mở không được luôn. Đây,
chút nữa thiết kế vụ cái cửa này coi. À, anh em coi gì mình gác xanh anh thấy không? Đây nè, dây một nha, dây một đây, à, dây chuẩn luôn luôn, đã thấp hơn luôn nha anh em, thấp hơn đó, cho nên em chơi rất là êm tay, dễ chơi lắm. Thì đặc biệt nó sát như vậy nhưng mà nó vẫn không rè nha, không tẹt phím nào nha. Mình test cần phím cho anh em coi. Hôm nay sao hên đụng được mấy cây đàn, cây nào tiếng nó cũng ok á, tiếng nó hay quá. À, mình test lại cần phím cho anh em coi nha, đấy, đụng cái cửa. Anh em thấy không, là cần phím mình test từ trên xuống dưới vẫn không có nốt nào bị rè, bị tẹt, bị lỗi gì hết nha anh em. Cái vấn đề chơi đàn mà bị tẹt phím, rè phím đó, nó rất là nhiều. Con này là mình đảm bảo với anh em là rất là ok luôn nha, không có rè tẹt gì hết nha. Mà âm cái này thì nó cũng rất là hay luôn. Không biết sao hôm nay chọn được mấy cái cây ra, cây nào cũng hên hên á. Tùy những cái đàn này nhiều khi nó cùng series với nhau nha anh em, nhưng mà chưa chắc là cái tiếng nó hay được như vậy đâu. Lâu lâu mình gặp đụng phải những cây mà giống như cái cây, những cây đàn đó người ta chơi nhiều ở bên đó, cái tiếng nó ra, nó vỡ tiếng ra nó hay lắm. Còn những cây đàn nó cũng vậy luôn, mà ở bên đó người ta ít chơi thì tiếng sẽ ra ít hơn, nó chưa ra hay được vậy. Mấy cái tiếng này nó ra hay ghê đó. Mình rải hợp âm nha, rải đều rải nhẹ, anh em nghe cảm nhận cái âm đó cho mình. Bấm mấy gam chặn cho anh em coi nha. Những ngăn cao nè, bấm gam chặn nó vẫn rất là nhẹ. Anh em thấy không? Rất là nhẹ nhàng, mình rải nhẹ thôi. Nó vẫn ăn tiếng bình thường, cái action nó rất là thấp, cây này action nó thấp lắm, action nó rất là nhẹ luôn nha. Anh em chơi solo hoặc là chơi đệm hát hay quạt chả mấy ngăn này nè. Anh em bấm hợp âm nha, mặc dù ít khi nào mà mình chơi mình phải bấm hợp âm chặn ở những ngăn cao lắm nha. Mình bấm từ ngăn 5, ngăn 6 rồi hết rồi. À, nhiều rồi, nhưng mà mình cố tình mình bấm để cho anh em thấy rằng những cái ngăn cao như vậy mình bấm nó vẫn êm nha anh em, vẫn êm nha. Tức là cái âm thanh cây này nó tốt, tức là cái cần phím nó rất là tuyệt vời luôn. À, thì giá cái đàn này là Yamaha F340 nha, mình đang bán với giá là 2 triệu nha anh em. À, anh em mình để số điện thoại ở trên phần tiêu đề á, anh em có thể xem thông tin cửa hàng ở phần mô tả. À, số điện thoại và thông tin mình cũng có để trên màn hình nữa nha. Cảm ơn anh em đã xem.